cái dòng vàng bên Thái của em ở đâu rồi lấy giùm em? Vàng bên Thái là dòng gì ta? Dòng vàng mà mấy trăm triệu đó. Dòng vàng bên Thái Lan chị bữa đưa cho ông mấy hộp sòn của anh cắt giùm nó phút. Dòng hình trái tim đồ đó. Dòng vàng bên Thái Lan em đeo anh không nhớ hả trời? Dòng vàng Thái hai tay hai dòng đó anh nhớ không? Mọi người mày mới hút thuốc nữa đúng không? Được rồi, sao rồi? Hello mọi người, trời ơi, xung quanh đâu đâu cũng là F0 hết nha. Thì hôm nay là live stream lại để mà chia sẻ những cái bí quyết kiếm tiền, cũng như là những cái bí quyết về tiền, về bạc, về những cái gì mà có trong cuộc sống ha. Thì hiện tại bây giờ ai đang xem live stream của Hương, chia sẻ live stream mạnh lên giùm Hương. Tại vì xong nhịp vô đi chồng. Ok, bây giờ chia sẻ nha mấy chị ơi. Đây ha, hiện tại bây giờ em chia sẻ cho mọi người về những cái bí quyết giữ tiền hay là những cái gì đó. Trời, em nói mấy chị nha, xung quanh đâu đâu cũng là F0 hết, thật sự rất là căng thẳng luôn. Cho nên giữa cái tình hình mùa dịch như vậy, cái cách để mà mình bảo vệ người thân của mình và bảo vệ chính mình luôn là mấy chị hãy ngồi yên ở nhà, làm ơn đừng đi ra đường giùm em. Ngồi yên ở nhà đừng đi ra đường ha. Em nói thiệt với mấy chị nha, có rất nhiều vấn đề rất là bức xúc mà tự nhiên hôm bữa giờ cái Facebook em bị khóa, em nói là để nó mở cái Facebook là em sẽ lên em làm liền. Rất nhiều cái vấn đề để nói, rất nhiều thứ cần nói trong cuộc sống này ha mấy chị. Thì bây giờ đầu tiên nè mấy chị, chia sẻ livestream ra. Còn ai ai cần cái gì đó thì mình cứ chia sẻ livestream ra. Bạn Khang ơi, bây giờ mà mình có chuyển khoản cho bạn đi chăng nữa, bạn cũng đâu có mua đồ ăn được đâu. Mình giúp bạn, mình có chuyển khoản cho bạn đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không mua đồ ăn được ha. Tại vì cái vấn đề tình hình là bây giờ nó rất là căng, dịch nó ở khắp mọi nơi rồi mấy chị. Dạ chị Nguyễn Ngọc Mai ơi, chị cần cái gì thì Thi ơi, ghim comment Thi ơi, ghim cái comment xin số. Hiện tại bây giờ số là em vẫn cho miền Trung với miền Bắc ha, còn miền Nam thì hiện tại em ngưng. Còn em nói mấy chị nghe nè, trong cái tình hình dịch bây giờ mình làm cái gì mình làm, mình phải có tiền. Nếu mà mình không có tiền thì cuộc sống mình sẽ không có xoay chuyển, không có xoay chở được nữa ha. Thi ơi, Thi ghim giùm cô comment hai bên đi Thi. Và em nói cho mấy chị nghe luôn ha, bây giờ em nói cho mấy chị nghe, có rất nhiều chị hỏi em làm sao mà để có tiền được sống và rất là nhiều thứ luôn. Thì bây giờ trong cái livestream này em chia sẻ với mấy chị thiệt tình ha.
Đây là cái combo 100. Nhưng mà hiện tại bây giờ nha mấy chị, đá văng cái lồn ra em cũng nói thiệt, còn đúng là khoảng tầm 20 cái combo thôi. Một cái combo như vậy là giá chợ thỉnh cho mấy chị luôn. Là bây giờ trong livestream ngày hôm nay nha mấy chị ơi, mấy chị, em sẽ là ưu tiên cho mấy chị ha. Thì trong cái livestream ngày hôm nay, cái này giảm cho mấy chị là còn bao nhiêu? 150.000 free ship. Và đặc biệt trong cái livestream này nè, em nói mấy chị nghe, không phải là không like mà bữa giờ Facebook bị khóa. Bây giờ chị nào đặt combo 150 comment số điện thoại giùm em. Và em nói cho mấy chị nghe nè, thật sự luôn nha mấy chị. Cô Hương ơi nhìn xấu quá. Mày biết không, đừng có chê người ta xấu. Nhiều khi ba má mày á, thật sự ăn ở cả ba đời, muốn xấu như tao cũng không được. Cho nên mình đừng có dội mà chê ai xấu hết trơn á nha. Người ta nói á, đẹp không đẹp là ở cái tâm, mấy chị hiểu không? Chứ đừng có vội chê người ta xấu. Người ta xấu chưa chắc gì mình đẹp hơn người ta nữa. Đừng có dội chê ai hết trơn á. Mình nói, em nói mấy chị nghe nè, trong cái thời điểm mùa dịch bây giờ, thật sự giúp mấy chị giúp bao nhiêu mà cho đủ. Nhưng mà em sẽ đi từ thiện, nhưng mà đợi cho cái tình hình dịch nó ổn bớt. Chứ hiện tại bây giờ cấm đường, cấm túc tùm lum em cũng không đi được. Còn hiện tại cái này nha, bây giờ hiện tại nè, còn đúng 20 combo. Một combo là bao nhiêu? 150.000. Chị nào đặt nhanh tay comment giùm em nha. Nhanh tay comment giùm em nha. 150.000 còn 20 combo. Bây giờ em không có nhiều nha, bây giờ ai đặt thì mấy chị nhanh tay giùm em. Một trăm, để em hỏi. Để em hỏi. Đợi em xíu, đợi em xíu. Quang ơi, sao điện thoại không được vậy Quang? Hello. Quang đâu rồi? Anh anh gì ta Phan ơi? Anh đưa cho Quang em nói nó mày, anh kêu nó báo số like giùm em đi, báo trong nhóm á. Số like có bao nhiêu cứ nhắn liên tục vô trong nhóm giùm em. Báo số like có nhiều nhắn liên tục vô nhóm rồi. Hiểu không? Hỏi nó hiểu không? Ok. Nhìn lên máy á coi số like nhiêu rồi nhắn báo liên tục lên trên nhóm giùm em. Rồi kêu nó báo liên tục vô trong nhóm đi nha. Ok. Ủa mà nó ở đâu, nó điện thoại mà anh nghe vậy? Mở đây vừa giùm nè, anh mua vừa cho nó không bán. Rồi. Cái này đang like trực tiếp nha mấy chị. Rồi giá bao nhiêu? 150.000 em phi ship cho mấy chị. Và em nói mấy chị nghe nè, để cho cái tài lộc nó có, cái vận may nó có, về trên cung đường tiền nó có, em dám cam đoan với mấy chị một điều nha. Làm gì làm, em dám nói thiệt với mấy chị nè. Mấy chị nghĩ đi, mấy chị muốn có tiền nhiều, muốn có tài lộc nhiều, muốn có vận may nhiều, mấy chị nên thỉnh cái combo này 150.000. Nhưng mà phi ship trong livestream ha, phi ship trong livestream nha. 150.000 em phi ship cho mấy chị ha, phi ship cho mấy chị trong livestream nè. 150.000 nha. Em sẽ có những cái món hàng đặc biệt ưu tiên cái livestream ngày hôm nay. Bây giờ nè, 150.000. Nhưng mà em nói trước nha, đặt hàng phải chờ giùm em. Chờ bao lâu? Chờ ít nhất là một tuần lễ. Tại vì hiện tại bây giờ tình hình rất là căng, mấy chị đặt mấy chị phải chờ, không thể nào mà ship tới liền được nha. Thông cảm chờ giùm em vào cái mùa dịch nha. Còn cái này nè, giá là bao nhiêu? 150.000. Chị nào đặt hàng nhanh tay comment số điện thoại giùm em nha. Nhanh tay comment số điện thoại giùm em nha. Rồi nha, ưu tiên trong livestream nha. Ưu tiên trong livestream này, bây giờ chị nào đặt nhanh tay comment giùm em. Tại vì sao? Sẽ kéo tiền cho mấy chị, kéo tài lộc cho mấy chị nha. Chị nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Không, bây giờ không có nhiều nha. Bên đạo Thiên Chúa hay cái gì cũng đều thỉnh được. Và mấy chị ơi, em nói trước với mấy chị nè, chị nào đặt hàng trong cái livestream này, mình nhanh tay lên, em ưu tiên cho mấy chị ha.
Trong cái livestream này em ưu tiên cho mấy chị chuyển khoản trước cho tài khoản Hồ Văn Trường ha. Mấy chị chuyển khoản trước cho tài khoản Hồ Văn Trường nha. Em nói mấy chị nè, chuyển khoản trước cho tài khoản Hồ Văn Trường thì mấy chị sẽ được free ship. Khi mấy chị đặt hàng, mấy chị chuyển khoản trước tại vì là em hạn chế. Ưu tiên trong livestream này nha. Chị nào đặt hàng nhanh tay comment số điện thoại giùm em. Rồi cái này là bao nhiêu đây? Giá 150, ưu tiên trong livestream này ha. Dòng pha lê nè, mua 1 tặng 1 luôn. Đó, ưu tiên trong livestream này nha. Dòng pha lê mua 1 tặng 1 với điều kiện chia sẻ livestream mấy chị chuyển khoản trước nha. Là mua 1 tặng 1 free ship cho mấy chị luôn. Rồi nha, dòng pha lê này giá bao nhiêu? 200 ngàn nhưng mà là mua 1 tặng 1 ha. Bây giờ em nói mấy chị nghe, bây giờ chị nào đặt combo mẹ ngoắt nè. Em ơi, chị nói em nghe, tại vì do cái tình hình dịch chị hạn chế giao tiếp bằng tiền mặt, cho nên khi em chuyển khoản em sẽ được free ship nha. Và có nhiều món hàng khi mình chuyển khoản mình sẽ được mua 1 tặng 1 nha. Ưu tiên trong livestream nha. Bây giờ chị nào đặt combo mẹ ngoắt 150 comment số điện thoại nhanh giùm em nha. Combo mẹ ngoắt 150 nè, comment số điện thoại nha. Combo mẹ ngoắt 150 comment số điện thoại giùm em nha mấy chị. Combo mẹ ngoắt nè. Trời ơi chết rồi, chị nhắn quá trời món mà sao cũng đem quá hai thứ vậy? Như vậy? Ở trên nó cũng thấy không? Lá da năm vòng nè. Rồi gì đó con coi giùm chị đi. Ưu tiên trong livestream nha. À Quảng. Cái tờ cho số có không? Rồi coi làm luôn. Bây giờ đem mấy cái kia lên trước cho chị. Ở dòng pha lê đem lên chưa? Bây giờ em sẽ lựa ra những cái món em mua 1 tặng 1 cho mấy chị. Dòng pha lê là một cái dòng ướt nha mấy chị. Và dòng này trong livestream ngày hôm nay, chị nào chuyển khoản trước mua 1 tặng 1 em free ship nha. Dòng này là 200 ngàn một dòng, mua 1 tặng 1. Và đặc biệt nha, chi ơn cái livestream ngày hôm nay thôi. Kỷ niệm gì? Kỷ niệm em mới vừa mua một cái tủ sắt mới, cho nên em vui vẻ. Rồi ok, mua 1 tặng 1 với mấy chị luôn. Chị nào mua một cái dòng pha lê 200 chuyển khoản trước em free ship cho mấy chị và tặng thêm một dòng. Mấy chị chuyển khoản cho em tài khoản Hồ Văn Trường hoặc là Quỳnh Thanh Hoàng nha, thì mấy chị nhắn tin qua bên em sẽ gửi số tài khoản cho mấy chị nha. Còn bây giờ nè, chị nào đặt hàng nhanh tay comment giùm em. Em đang live stream lỡ hai trang. Một trang là trang Phong Thủy Thái Lan Amiken và một trang là Gold Cometic. Ngoài hai trang fanpage này ra thì tất cả những trang nào khác lấy livestream này phát lại đều là giả mạo, mấy chị lưu ý giùm em nha. Hôm nay em đang livestream là ngày 25 tháng 7 năm 2021. Bây giờ nè, cái dòng này em dám nói một điều, like lên một cái là không còn một dòng. Mấy chị nhìn đi, một cái dòng 200 ngàn mà cho em được biết bao nhiêu là tiền bạc đây, cho mấy chị coi luôn ha. Đây, mấy chị thấy không? Một cái dòng này mà cho em nè, mấy chị nhìn nha. Tiền bạc chất đầy tủ và rất nhiều cái may mắn cho mọi người nào đặt hàng nhanh tay comment số điện thoại giùm em. Dòng này giá bao nhiêu? 200 ngàn một dòng. Và trong cái livestream ngày hôm nay, dòng này gọi là dòng ướt, đeo nó vào ướt gì được đó, 200 ngàn một dòng, mua 1 tặng 1 nha. Tại vì em khuyến mãi duy nhất trong cái livestream ngày hôm nay, mừng cái ngày mà em mua một cái tủ sắt mới nha mấy chị, mua 1 tặng 1 luôn. Bây giờ chị nào đặt nè, nhanh tay comment giùm em dòng pha lê hút tiền. Và khi mấy chị đeo nó, em dám cam đoan một điều, tiền bạc nó hút nhiều cực kỳ nha mấy chị. Chị nào đặt hàng nhanh tay comment số điện thoại giùm em. Em Hoàng ơi. Dạ. Em nhìn cái máy mà lấy số á. Cái máy trên máy tính á. Nó nhảy bao nhiêu số em cứ nhắn vô nhóm, liên tục là được. Nha. Rồi ok, vậy được rồi. Nha Hoàng. Dạ. Biết cái đó không? Dạ. Nhìn nó nhảy bao nhiêu, ví dụ như 5, 10, 15, 20 gì đó. Rồi nha, bây giờ cái này em dám nói một điều nè.
đeo nó từ bản thân em, từ một cái đứa mà gọi là không có cái gì trong tay. Ngày xưa em phải ở nhà thuê, nhà mướn, nhưng mà cho tới bây giờ, thật sự nha, nhà cửa, tiền bạc và không thiếu một cái thứ gì hết nha mấy chị. Thì bây giờ chị nào đặt nhanh tay comment giùm em, tại vì trong livestream ngày hôm nay là mua 1 tặng 1 nha. Chị nào đặt hàng comment số điện thoại giùm em, giá bao nhiêu? 200 ngàn free ship cho mấy chị luôn. Mua 1 tặng 1 nghĩa là sao? Mấy chị mua một cái dòng pha lê hút tiền, mấy chị sẽ được tặng kèm thêm một cái dòng pha lê hút tiền nha. Mấy chị chuyển khoản cho em trước qua tài khoản Hồ Văn Trường hoặc Quỳnh Thanh Hoàng là mấy chị được free ship hoàn toàn. Và em dám cam đoan nè, dù trong cái mùa dịch, kể cả mấy chị đang không có tiền, mấy chị làm không có tiền, mình làm cái gì mà mình chưa có lộc tài vận, mình chưa có vận may, mình chưa có, nghe lời em, mấy chị thỉnh cái này về, tiền bạc mấy chị vô dù luôn, cam đoan 100%. Rồi nha, có nhiều chị hỏi em là giữ tiền không được thì làm sao? Đây, lá giữ tiền nha. Thì trong livestream ngày hôm nay nha, lá giữ tiền là bao nhiêu? 120.000 phí ship 30. 120.000 phí ship 30. Nhưng mà cái điều đặc biệt là khi mấy chị thỉnh một lá, mấy chị sẽ được tặng kèm một lá nha. 120.000 phí ship 30.000, đồng giá phí ship. Đó là coi như là 150 đi. 150 mà mấy chị được mua 1 tặng 1. Em là từ một cái đứa mà gọi là không có một cái gì trong tay, nhưng mà mấy chị có biết không, em nhờ có cái lá bàn này mà em giữ tiền được. Tại vì bản thân em ngày xưa giờ nha, em không giữ tiền được, em làm gì em làm tiền bạc rồi là không bao giờ cầm được, và cái gì tiền bạc lúc nào nó cũng hết. Nhưng mà nhờ cái lá này mà em giữ tiền được nha, tiền gọi là cọc luôn. Đây nha mấy chị. Và cho mình tiền bạc, cho mình tài lộc, cho mình vận may ha. Kể cả những chị mà không có tiền, khi mình thỉnh cái lá này về, em dám nói một điều nha, mấy chị sẽ giữ tiền được cực kỳ và không bao giờ mấy chị hết tiền. Tại vì sao? Nó giúp cho mình giữ tiền. Cái lá này là giá 150, nói chung là phi ship đi 150, nhưng mà mấy chị là sẽ là mua 1 tặng 1. Và chỉ ưu tiên trong cái livestream này thôi. Cho nên chị nào đang muốn thì mình nhanh tay mình comment cái lá này nha mấy chị. Nó cho mấy chị giữ tiền cực kỳ. Kể cả những người làm hoài mà không có dư, cái đường tiền mình không có, tài lộc mình không có, mình làm bao nhiêu năm rồi mình vẫn không có dư, cung đường tiền mình không mở được. Mấy chị nghe lời em, mấy chị thỉnh cái lá này về, nó sẽ giúp cho mấy chị gọi là giữ tiền lại, giữ tiền lại và làm cho mình gọi là có tiền. Tiền nó cứ có hoài, có quỷ, có hoài, có quỷ. Mấy chị thấy em không? Từ một cái tủ sắt nhỏ mà em lên được trên cái tủ sắt lớn, và nó mở rộng về cơ đường tiền của em, mở rộng về... Điện thoại em đâu rồi ta? Trời ơi, livestream xong rồi không biết cái điện thoại đâu luôn mấy chị. Ủa Hoàng ơi, con có xách điện thoại chị xuống dưới không nhờ Hoàng? Hoàng ơi, có xách điện thoại chị xuống dưới không? Trời, cái này là hậu quả của việc đẻ nè mấy chị. Không biết điện thoại đâu luôn. Hoàng ơi, em có xách điện thoại chị xuống dưới không? Có rồi. Không, em không có nhiều nha. Cái này là nói trước nha. Huy Đăng ơi, con nhắn tin qua fanpage cô tư vấn cho mình nha. Cái này là nói trước, tại vì cái số lượng không có nhiều. Là sao em Ngọc Yến? Những hồ ly đeo không có bị đen. Cô thấy con nha, Nhi sang nè. Những hồ ly là 150 phi ship. Những hồ ly là 150 phi ship.
Thì cái tình hình dịch bây giờ nó căng lắm mà mấy chị, nó tràn lan rồi, nó không có phải là ở một chỗ mà nó rất nhiều. Thì cái cách để mấy chị giữ tiền là chia sẻ cho mấy chị cái bí quyết thôi. À, cái lá này gọi là lá vàng nha, lá giữ tiền. Chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại lá giữ tiền giùm Hương nha. Không, bây giờ em không có nhiều rồi. Bây giờ mấy chị chia sẻ livestream ra đi. Mấy chị muốn em cho số ngày mai thì mình chia sẻ livestream. Rồi ai muốn lấy số thì liên hệ với số điện thoại 0933 37 38 31 hoặc là số 0908 193 331 để lấy số nha. Đó là hai cái số điện thoại cho số bình thường đó. Cô thấy con nha Quỳnh Hương, nghĩa là cái Facebook đó, nó đang bị giới hạn đó mấy chị. Nghĩa là khi mấy chị comment Hương không có thấy được hết. Nhưng mà mọi việc mình cứ chia sẻ livestream đi. Tại vì khi mấy chị chia sẻ livestream thì là em sẽ là thấy được comment. Một tháng rồi mà không nhận được đồ hả Hùng Quân, cho cô lại số điện thoại đi. Lá giữ tiền này có thể để ốp điện thoại được nè, để trong tủ tiền được, nhưng mà nó sẽ kéo tiền cho mấy chị cực kỳ. Một cái lá giữ tiền như vậy đó thì giá của nó chỉ có giá là 150 thôi, nhưng mà là mua một tặng một đó. Lê Hồng Quân, cho cô lại số điện thoại. Ngọc Phượng ơi, bạn cần cái gì thì bạn cho số điện thoại rồi mình sẽ gọi tư vấn cho bạn nha. Không, không có nhiều đâu. Tại vì sẽ kéo tiền cho mấy chị nè, kéo tài lộc cho mấy chị, kéo vận may cho mấy chị. Nói chung á, em nói với chị nghe, tình hình dịch thì nếu như bây giờ thật sự nhà mình có cái gì mình ăn cái đó thôi mấy chị. Chứ nếu mà bây giờ mấy chị ra đường mấy chị kiếm cái ăn thì em nói thiệt với mấy chị, lỡ mấy chị bệnh nó mấy chị còn khổ hơn. Hà là bây giờ ngồi trong nhà, nhà có khoai lang ăn khoai lang, có bánh mì ăn bánh mì, có cơm nguội ăn cơm nguội, không có nước đồ ăn thì ăn với nước tương. Mình phải chung tay với nhà nước để mà cho cái dịch bệnh nó bớt đi. Chứ ngày hôm nay không là em thấy 7.000 mấy ca bệnh. Mấy chị thấy mấy chị sợ không? Chứ em rất là sợ. À, một cái lá này là 150.000 nha. Lá này gọi là lá giữ tiền, 150.000. Nhưng mà mấy chị mua một tặng một, 150.000 một lá, và mua một tặng một. Cho nên mình chia sẻ livestream. Cái này là nó kéo tiền và nó giữ tiền rất là nhiều. Nghĩa là những người mình đang không có tiền, những người tài lộc không có, những người vận may không có, khi mấy chị thỉnh được cái lá này là kéo tiền cho mấy chị, giữ tiền cho mấy chị, làm cho mấy chị tiền bạc rất là nhiều, giúp cho mình may mắn, giúp cho mình tài lộc, giúp cho mình vô tiền cực kỳ nhiều luôn. Lá giữ tiền một lá là 150 nha. Lá giữ tiền một lá là 150 nè. Lá giữ tiền một lá là 150. Nhưng mà bây giờ chị nào muốn đặt thì mấy chị comment giùm Hương. Gói qua tấm dài hạn, rồi lát Hương sẽ like cái tấm xả xui cho mấy chị luôn. Bây giờ mấy chị chia sẻ livestream ra trước, em sẽ like luôn cả cái tấm xả xui cho mấy chị. Bây giờ ai đang xem livestream nè, mình cần hỏi vấn đề gì hay mình cần tư vấn tài lộc gì như thế nào đó thì mấy chị cứ chia sẻ livestream, rồi cần cái gì thì em Hương sẽ giải đáp hết trong cái livestream này cho mấy chị, giúp cho mấy chị có được cái may mắn, giúp cho mấy chị có được cái tài lộc. Chia sẻ hết từ A tới Á cho mấy chị.
Bây giờ mấy chị biết không? Hiện tại bây giờ là giới hạn tất cả mọi thứ luôn. Cái gì cũng là giới hạn hết. Cho nên là khi mấy chị đặt hàng thì sẽ lâu nhận hơn bình thường chút. Nhưng mà mấy chị vẫn sẽ nhận chứ không phải là không nhận. Có điều là nó chậm hơn chút thôi. Thì mình phải ráng mình chịu á. Mấy chị phải gọi là ủng hộ. Chứ bây giờ trong cái thời điểm bây giờ là cái mùa dịch ha, da Hương căng bóng, tại vì do Hương có xài kem may mắn á. Kem đó là bên Hương thì giá của nó là 850 một hộp. Trời ơi, cái Facebook em bị khóa một tháng trời rồi đó mấy chị. Bữa nay mới được mở ra nè. Khóa một tháng trời đúng rồi đó. Khoan mấy chị đợi em xíu rồi. Bây giờ ai đang trong live stream nè, mấy chị coi live stream thì mấy chị chia sẻ live stream. Em sẽ giúp cho mấy chị có tài lộc, có vận may, có tiền. Giúp cho mấy chị có tất cả mọi thứ luôn. Kể cả chị nào mà đang không có lộc, gặp em hứa em giúp mấy chị vượt qua được cái khó khăn này. Cô ơi, phong tỏa hết không đi làm được, thật sự rất là khổ. Nhưng mà mình coi như là bây giờ mình hy sinh cái khổ riêng tư của mình để mà mình vì một cái sự an toàn chung của cả đất nước. Chứ bây giờ thật sự cũng đâu biết làm sao giờ. Nếu mình cứ ngoan cố mình đi ra đường để mình đi làm, hoặc là mình làm cái này làm cái kia, mình cứ ngoan cố mình bước chân ra đường. Em nói mấy chị có nghĩ tới cái tình trạng mà F0 nó nhiều quá, chết như gom như gạ như ở mấy cái nước khác. Thật sự bây giờ là mấy chị phải chịu khó ngồi yên ở nhà. Mặc dù em biết á, là với những cái người khổ thì nó rất là khó. Nhưng mà thôi kệ, coi như bây giờ có gì mình ăn cái đó đi mấy chị. Có cái gì thì ăn cái đó thôi. Nguyễn Ngọc Mai, chị inbox qua bên em hướng dẫn cho chị nha. Linh Phù dán điện thoại giống của cô Hương đúng không? Mới vừa về được 10 combo. Một cái combo là 400. Nhưng mà trong livestream này chị nào thỉnh thì giảm giá cho còn 300 ngàn nha. 4 phù. Phù tài lộc, phù vận may, phù đường tiền. Phù tài lộc, phù vận may, phù đường tiền. Phù tài lộc, phù vận may, phù đường tiền. Kéo tài lộc cho mấy chị, kéo vận may cho mấy chị. Kể cả những chị mà mình không có tiền, khi thỉnh cái phù bên em về, em dám đảm bảo nha, mấy chị làm á là tiền vô như nước. Tài lộc có, vận may có, mình làm gì làm. Nói chung ai đang làm ăn không được thì Hương mới giúp nha, chứ mấy chị mà làm ăn được thì em xin phép là em không giúp. Tại vì những chị mà làm ăn được thì em sẽ không có giúp mấy chị. Còn riêng cái phù này nè, thì giá của cái phù này là 400, là một phù, hai phù, ba phù, bốn phù. Nhưng mà trong cái livestream này em giảm cho mấy chị, giảm giá cho mấy chị luôn, là chỉ còn có 300 ngàn thôi. Nhưng mấy chị đặt hàng mấy chị phải chờ lâu giùm em. Nếu mấy chị chuyển khoản em fee ship. Và nhớ giùm em hai cái tài khoản bên em. Một tài khoản tên là Quỳnh Thanh Hoàng và một tài khoản tên là Hồ Văn Trường. Nha. Cố lên cô ơi, chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn nha Mỹ My. À, hiện tại bây giờ chị nào mà còn chơi số miền Bắc với miền Trung á thì liên hệ Zalo 0908 193 331 để lấy số nha. 0908 193 331 để lấy số. Dịch lắm mấy chị ơi. Dịch tràn lan luôn. Cho nên ai đặt hàng á, thì mấy chị cứ comment số điện thoại giùm em. Tại vì em giúp cho mấy chị có tài lộc, mấy chị có vận may. Về trên cung đường tiền bây giờ này, em nói mấy chị nghe. Mấy chị có biết cái bí quyết làm sao mà giữ chồng không? Chị nào không biết comment số điện thoại. Hoặc là comment những cái gì, nói chung là tâm sự đó mấy chị. Ai mà cần cái vấn đề gì thì cứ comment đi. Rồi em biết cái gì thì em sẽ hướng dẫn cho mấy chị cái đó. Cũng như là chia sẻ cho mấy chị nha. Sang Kim ơi, em có đụng quá chất không? Yến Hoàng ơi, bữa nay vô số, vô mánh rồi phong Yến Hoàng.
đứng mạng không coi được thì thoát ra vô lại con. Bây giờ trong cái mùa dịch này, cái việc mà mình giúp cho đất nước của mình ăn, ngủ, nghỉ, tập thể dục, đó là cái việc để mấy chị giúp cho cái đất nước của mấy chị nó càng ngày nó càng tốt lên, cái may mắn nó có, cái nói chung là cho nó bớt đi những cái ca F0 trong cộng đồng. Chứ nếu mà bây giờ mấy chị cứ cố gắng, mấy chị tìm cách, mấy chị ra đường bằng mọi cách, em chắc chắn với mấy chị dịch nó sẽ càng ngày càng lan. Chồng chị có bồ quá an nhiên, trời em nói mấy chị nghe, chồng mấy chị mà có bồ thì thôi cho nó đi luôn đi, trên cuộc đời này đâu có thiếu ai mà chết, mấy chị chỉ có thiếu tiền mới chết thôi, đúng không? Công nhận với em một điều không, không có thiếu thằng nào con nào mà chết hết, chỉ có thiếu tiền mới chết thôi. Bây giờ chồng mình nó có bồ thì dễ thấy mồ luôn. Hi hi mới tắm gói tắm xong miền Trung banh bản, cô ơi cảm ơn cô nhiều đó. Mấy chị thấy không, khách của em tắm gói tắm là miền Trung gọi là banh bản liền. Bây giờ trong cái livestream này nha, chị bí quyết giữ chồng thì em nói mấy chị nghe, đâu có gì mắc đâu, 300.000 là mấy chị giữ chồng liền, không bao giờ nó đi đâu được hết. Chị với 300.000 một cái combo duy nhất mấy chị giữ thằng chồng mấy chị lại, nó mê mấy chị đắm đuối luôn, khỏi cần đi đâu luôn. Su su bí quyết giữ chồng giá là 300 nha con, cái đó là một cái combo phép. Linh Hà ơi, lộc bên cô thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà cô phải biết là con sinh lộc gì thì mới biết đường tư vấn cho con. Lộc bên cô linh lắm, dịch bệnh ai cũng khổ như ai. Thật sự bây giờ trong cái like này nè là có cái vòng này, nó gọi là vòng pha lê hút tiền. Khi mấy chị đeo được nó sẽ hút tiền về cho mấy chị, và Hương đang có chương trình mua một tặng một nha. 200.000 một vòng, mua một tặng một. Nhưng mà chỉ đặc biệt trong cái livestream này thôi, không nhận qua tin nhắn nha. Tắt like là em sẽ về lại cái giá bình thường là 200.000 một vòng không tặng. Bây giờ trong cái livestream này, những ai đang muốn mua dòng pha lê mà mua một tặng một giá 200.000 free ship nếu mấy chị chuyển khoản, thì mấy chị comment số điện thoại. Tại vì hiện tại bây giờ em còn đúng 40 dòng, thì coi như mấy chị mua một tặng một thì em sẽ ưu tiên được cho 20 người, chứ không có nhiều, 20 người thôi. Không, tại vì bây giờ mấy chị phải thông cảm giùm em. Chồng ơi chồng, làm cho ly trà tắt được không chồng? Chồng ơi chồng, chồng Phúc, làm cho ly trà tắt có được không? Đi về trên cơ tiền của mình. Tài lộc mấy chị muốn có, vận may mấy chị muốn có, nghe lời em thỉnh giùm em một cái dòng pha lê hút tiền. Em dám cam đoan khi mấy chị có được cái dòng này của em nha, đặc biệt mấy chị có một nó sẽ nhân đôi tiền. Ví dụ như có 1 triệu thỉnh được cái dòng này về nó nhân thành 2 triệu, có 2 triệu thỉnh được cái dòng này nó nhân thành 4 triệu, có 4 triệu thỉnh cái dòng này nó nhân thành 8 triệu. Phúc ơi Phúc, nghe em kêu ông Phúc làm cho em ly trà tắt đi Phúc à. Không, em không có nhiều mấy chị, tại vì cái này á, gọi là live chơi, live đêm với mấy chị, gọi là tư vấn để cho mấy chị có được cái vận may thôi. Chứ thật sự trong cái mùa dịch này bây giờ thiệt sự cho còn không hết nữa chứ buôn bán cái gì. Nhưng mà có điều em nói mấy chị nghe nè, lọc lá, thật sự em nói mấy chị nghe, mình xin lọc mình cũng phải xin của những người có tiền. Có cái dòng đó mình đeo nó sẽ may mắn hơn, còn mình không đeo mình bỏ tủ tiền. Lấy dừa đi khỏi uống trà tắc.
uống dừa đi. Điện thoại anh đâu rồi Phúc? Đề nghị người dân thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Nghe ơi. Anh Phúc rồi. Làm đồ ăn làm gì nước uống cho em trên bếp á? Ủa sao nó đi, nó đem theo điện thoại? Tại nó nghe qua cái livestream nè. Rồi. Lấy dừa đi chồng ơi. Đó là cái điều may mắn nhất trong cuộc đời luôn á mấy chị. Còn bây giờ em nói trước nha, cái này em không có nhiều, là chương trình mua một tặng một giá 200.000, nhưng mà chỉ trong cái live stream này thôi. Còn tắt live stream là coi như em hết, em không còn. Kìa, thấy Xuân Mai comment không? Đồ nhà chị Hương hay lắm, em không có cái gì thỉnh về mà giờ đây em có một xe tải hai miếng đất. Đó em nói rồi, thật sự đó nè, em ghim cái comment của Xuân Mai lên cho mấy chị coi nè, chứ em không có nói điều nha. Khách của em á, khách của em mấy chị tin không, người ta từ mà không có cái gì hết, người ta theo em mà người ta có nhà có cửa đó. Mấy chị thấy Xuân Mai comment không, là từ là tay trắng đó mà thỉnh đồ bên em, bây giờ một xe tải hai miếng đất. Em nói thật sự mấy chị nào theo em là cuộc sống mấy chị chỉ có đổi khác thôi. Vận may mấy chị có, đường tiền mấy chị có, tài lộc mấy chị có, cơ hội mấy chị có, và giúp cho mấy chị được rất là nhiều thứ, hên lắm. Cho em trái dừa đi chồng. Dừa. Không, không có nhiều. Không, bây giờ cái dòng này em nói trước nha, tại vì nó còn có một đợt này đứt rồi. Thì cái dòng này là cái bạn Xuân Mai cũng có thỉnh nè, bạn đó thỉnh cái dòng này mà đợt bạn đó thỉnh là 200.000 không được tặng. Còn bây giờ trong live stream này là em tặng. Cho em trái dừa đi chồng. Dừa. Lâu quá vậy. Thì là thỉnh cái này nè là 200.000, mà chỉ là bạn đó thỉnh là một dòng duy nhất á, không có được tặng cái gì. Mà giờ đây bạn đó có xe tải hai miếng đất luôn. Nói chung rất là hên. Cái này là thật sự ai mà đang không có cái gì là mấy chị nên thỉnh. Lúc mới mua là bạn Xuân Mai thì cũng không có nghĩ là sẽ là gọi là mua xe tải, mua đất đồ được đâu. Sao vợ Hà Thị Trâm nhìn sao lạ? Mập quá hả chị? Em xuống 8kg rồi đó. Ốm mà em thấy nay em ốm lắm á. Sao lạ chị Trâm? Hà Thị Trâm. Mấy chị muốn cái gì thì trước tiên mấy chị phải chia sẻ livestream ra. Thì em ship nó chậm hơn bình thường thôi mấy chị. Thỉnh mấy vòng rồi đeo hơi lắm, ship nó sẽ chậm hơn thôi. Mà vẫn ship được. Chồng ơi. Trời, xin trái dừa mà lâu ghê. Không phải em đau cổ họng đây, nó muốn trà tát em xin anh trái dừa. Khỏi uống trà tát lại đau cổ họng quá. Đang vậy rồi uống uống trà tát vô sợ mai tắt tiếng.
Ở đâu em, Yến Nguyễn? Đang ăn uống luôn đi. Mày ăn uống bỏ tôi lạnh đi. Đừng qua đây là nó được rồi, ngưng đi. Ý là em không có uống trà đá, em sợ đau cổ họng. Trên mạng luôn mà nhìn không giống chị là đâu phải chị em. Chị là đâu có ai giống được chị. Chị là chị, không có ai giống được chị hết trơn. Còn nếu em coi trên mạng mà không phải chị là coi chừng giả mạo rồi đó. Sài Gòn thì hiện tại giờ giao hàng vẫn lấy bình thường, nhưng mà ở tỉnh thì có nhiều vùng là không giao được nha mấy chị. Còn em nói luôn nè, cái này gọi là cái lá dự tiền 150 ngàn một lá. Nhưng mà em nói là cái lọc là mang em cho mấy chị, thì mấy chị thỉnh một cái em sẽ tặng cho mấy chị một cái duy nhất trong cái live stream này, là mấy chị thỉnh một được một nha. Không, để em coi có bao nhiêu lá đó chứ em không có đủ rồi. Tại vì mấy chị biết cái này là không có hàng luôn. Thanh Hải, tao nói mày nghe nè, gớm không gớm kệ mẹ người ta. Mình có được như người ta không? Trời đất ơi, trời dịch tới nơi rồi kìa, lo miếng ăn đi. Đừng có mà vô sân si gớm này gớm kia rồi Thanh Hải. Không biết mình có được như người ta không nữa. Thanh Hải này tao nói thiệt, qua má mày đẻ mày ra vô duyên thiệt, đẻ ra không có duyên. Trời ơi, trong chương trình này là em tặng cho mấy chị nhiều đó, chứ bình thường là không có tặng gì đâu. Phan đợi em xíu mấy chị. Gửi qua Mỹ được nha Thúy Nguyễn. Có gửi qua Mỹ được luôn. Phan để em coi comment cho mấy chị. Vòng tay voi thì giá là 200 á, mình đặt hàng mình cứ comment số điện thoại lại nha. Nhiều người du duyên lắm mấy chị. Nhiều người á, kiểu giống như em nói thiệt nha, không biết là có bằng ai không.
cũng không biết là có được cái cuộc sống như người ta không. Mà vô cứ chê ơn nhỏ này xấu quá, ơn nhỏ này mặt bự quá, nhỏ kia xấu quá. Mấy chị chỉ lo nhìn thấy cái hạt cát trên trán người ta, mà không thấy nguyên thùng rác, nguyên sọt cát trên đầu mấy chị. Nhiều con nó nghiệp lắm mấy chị, nó nghiệp gì mà em nói nó nghiệp. Giống như là đủ má, ba má nó đẻ nó ra là nó gớt luôn cái viên ở cái hẹp của má nó luôn. Sao nó vô viên kinh vậy? Vô duyên cái gì mà em nói nó vô duyên, không chừa ai vô duyên hết mấy chị. Vô duyên mà theo vô duyên theo kiểu nghiệp chướng á mấy chị. Trời ơi, người ta nói nó vô duyên kinh hồn. Zalo của Hương đó đúng không, là 0908 193 331. Zalo của Hương nha, 0908 193 331. Mấy chị cần thì mấy chị có thể add Zalo của Hương ha. Không chín không tám một chín ba 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 một. Thôi, bye bye mấy chị nha. Hẹn mai gặp.